Số 1 câu hỏi: nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chính xác, cộng với tiếng 1 5 điểm. Tiếng 2, câu hỏi số 3. Dạ, số 7. Câu hỏi số 7 như sau: để mọi người thấy bạn lịch sự, chu đáo, thân thiện và yêu quý bạn hơn, bạn cần biết điều gì? Đã ghi rõ trong sổ tay đầu tiên. Có nghĩa là cần phải nhạy cảm người khác. Nhạy cảm người khác chưa được chính xác. Từ tiếng 2 đến 5 điểm. Hả? À, xin lỗi, từ 3 điểm. Dành cho các đội khác. Ba, hai, một, không có câu trả lời. Câu trả lời như sau: để mọi người các bạn lịch sự, chu đáo, thân thiện và yêu quý, đã ghi rõ trong sổ tay đầu tiên, bạn cần phải biết chào hỏi, biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết lắng nghe mọi người, biết xin phép. Không có từ dễ. Thứ ba, câu hỏi số mấy? Bảy rồi, một rồi. Câu số ba như sau: Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh tháng năm nào? Có một số tay đổi viên hết. 3, 2, 1, dành cho các đội khác. 3, 2, 1, không có câu trả lời. Trừ tiếng 3, 3 điểm. Và câu hỏi này, Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh tháng 8 năm 1942. Tiếng số 4. Câu hỏi số 8 như sau: em hãy nêu màu sắc biển báo hiệu cấm quy định trong giao thông đường bộ. Màu sắc biển báo hiệu cấm trong quy định giao thông đường bộ. Thầy hỏi lại câu hỏi một lần nữa này. Em hãy nêu hình nha, màu sắc của biển báo hiệu cấm quy định giao thông đường bộ. Chưa chính xác. Dành cho các đội khác. Còn trong nhớ mời tiếng hàng là hình tròn màu đỏ. Hình tròn màu đỏ. À, hình tròn màu đỏ là đáng. Chưa chính xác. Biển báo cấm quy định giao thông đường bộ như sau: hình tròn, viền đỏ, nền trắng, trên nền có hình màu đen. Hôm nay tất cả có một số tài đầu tiên hết, các em chưa xem. Mời tiếng A, A năm. Con số năm. Em hãy nêu tên cha, mẹ, bác Hồ. Ba, hai, một, không có câu lời, trừ điểm. Chính là năm. Câu hỏi dành cho các đội tiếp theo. Nãy là lúc mà chú bỏ tay xuống. Câu hỏi dành cho các đội chưa giơ tay xuống là không được trình hợp này. Dành cho đội tiếp theo. Mời tiếng nhau một. Là cha là một sinh sáng thì là hồn thì lo. Chính xác, cảm điểm cho tiếng nhau một. Tiếp theo, mời đội tiếng nhau 6. Thầy là chọn câu số 2. Câu số 2: ngày Bác Hồ trở về Việt Nam sau bao năm bôn ba hải ngoại.
chưa chính xác. Câu hỏi dành cho các đội còn lại. Ba, hai, một, không có câu trả lời. Ngày Bác Hồ trở về nước sau 30 năm bôn ba hải ngoại ngày 28 tháng 1 năm 1941. Một trả lời đúng là cạm bao nhiêu? Cạm 5, cứ đúng là cạm 5, sai là từ 3 nha em. Rồi. Mời 9 A 7 chọn câu hỏi. Câu số 4. Câu số 4. Em hãy nơi, em hãy nêu địa danh Bác Hồ và cha Bác Hồ chia tay lần cuối ở tỉnh Bình Định. Quá dễ nha, có trong sách hết cái này là quá thư giãn. Ba, hai, một, không, tên câu trả lời dành cho các đội khác. Cái này thầy nhớ thầy nói là hai ba lần rồi. Mười tiếng A, hai năm. Đền thờ Quan Trung Tây Sơn. Đền thờ Quan Trung Tây Sơn. Tây Sơn là đúng rồi, mà cái chỗ đền thờ Tây Sơn là chưa đúng. Sao? Đền thờ Quan Trung. Rồi cái này có thể cảm điểm cho chiến ngày năm, năm điểm. Cha Bác Hồ và Bác Hồ chia tay lần cuối ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Khi cha Bác Hồ làm quan ở huyện Bình Khê, nay là huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định,